Kinh nghiệm thêm xăng cho bật lửa xăng đá. Bật lửa xăng đá là một trong những dòng bật lửa khá phổ biến, không chỉ vì bật lửa rất dễ sử dụng mà còn rất dễ thêm xăng, thay đá. Tuy vậy, có rất nhiều vấn đề cần phải hiểu rõ khi muốn thay xăng cho bật lửa. Dưới đây là một số kinh nghiệm thêm xăng cho bật lửa quan trọng mà Ambe muốn chia sẻ với các bạn. Bởi bật lửa có thể sử dụng bền lâu, hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào xăng mà bật lửa đang dùng. Người ta có câu của bền tại người mà, đúng không ạ? Khi nào cần thêm xăng cho bật lửa? Khi bật lửa của bạn phải quẹt nhiều lần, khó lên lửa, lửa chập chờn rồi lụi dần, lúc này bạn nên thêm xăng cho bật lửa ngay. Với bật lửa đã hết xăng thì bạn không nên cố đánh lửa thêm. Điều này có thể sẽ khiến đá lửa bị mòn, vỡ vụn, kẹt vào bật lửa rất khó sửa. Nên dùng loại xăng nào để thêm? Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu không bạn nên sử dụng loại xăng dành riêng cho bật lửa. Sử dụng xăng ô tô, xe máy, máy bay cũng có thể lên lửa. Nhưng nếu sử dụng lâu dài vừa hại sức khỏe vừa hại bật lửa, chưa kể lúc đánh lửa lên còn có mùi xăng nữa chứ, chắc mất cả hứng hút thuốc luôn mất. Bạn có thể mua loại xăng chuyên dụng cho bật lửa tại Ambe, đảm bảo uy tín chất lượng. Sử dụng đúng xăng cho bật lửa sẽ hạn chế được mùi khét, khói đen tạo ra khi đốt lửa, sử dụng được lâu hơn, ít tạo chất độc khí đốt, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Một số lưu ý khác khi thêm xăng cho bật lửa xăng đá. Khi thêm xăng cho bật lửa, bạn nên đổ từ từ để xăng có thể ngấm vào lớp bông ở bên trong. Bạn có thể sử dụng được lâu hơn mới cần phải thêm xăng. Không nên đổ xăng quá đầy, không phải chỉ vì lãng phí lượng xăng bị trào ra mà còn tránh cho bật lửa bị bẩn hay nguy hiểm cho người dùng. Bật lửa xăng hầu hết đều có thể mở nắp bình xăng từ phía dưới đáy bật lửa. Video tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh mình để nhận thông báo cho các video mới nhất nhé.